Vâng, thì lời đầu tiên là cho em xin được gửi lời chào trân trọng tới thầy giáo cùng toàn thể các bạn đã bỏ thời gian của mình để tham dự vào buổi thuyết trình ngày hôm nay. Tên em thì là Đào Nhật Minh và đây là mã số sinh viên 21118108. Ở buổi trước thì chúng ta đã tìm hiểu về hệ phương trình tuyến tính cùng những cái ứng dụng rất là thực tiễn cụ thể của nó trong cuộc sống, đó là những cái mô hình kinh tế. Thì ngày hôm nay thì em xin phép được trình bày về một trong những cái mô hình kinh tế đó. Ở đây ta sẽ tìm hiểu về mô hình Input Output của LeotF, hay còn gọi là mô hình IO, mô hình vào ra. Thì chúng ta thống nhất với nhau là sẽ được gọi tắt là mô hình IO nhé. Đến với những cái ý chính của nội dung bài hôm nay thì chúng ta tìm hiểu về bốn cái ý chính sau. Thứ nhất đó là bảng Input Output. Bảng Input Output là như thế nào? Cùng một số những cái khái niệm. Sau đó là tôi tìm hiểu về các loại bảng IO mà thường gặp. Cuối cùng thì là cái nội dung chủ đạo của ngày hôm nay, đó chính là mô hình Input Output. Chúng ta bắt đầu đi vào cái vấn đề đầu tiên. Các loại bảng IO. Thì ở đây ta hãy tìm hiểu là bảng IO là cái gì. Bảng IO đó là một cái bảng, đúng không? Nó mang một cái chức năng, nó ghi lại những cái thông tin về cái gì, về việc phân phối sản phẩm của các ngành trong cái nền kinh tế quốc dân và quá trình hình thành sản phẩm của ngành đó. Phân bảng IO ghi thông tin về việc phân phối sản phẩm của ngành và quá trình hình thành sản phẩm của ngành đó. Thì chúng ta đều biết rằng mỗi cái ngành đều có hai chức năng, đó là sản xuất và tiêu thụ. Cụ thể đó là sản xuất thì mỗi ngành đều sản xuất ra những cái sản phẩm phục vụ cho những cái ngành khác với cái tư cách là gì? Tư cách là nguyên liệu đầu vào. À, tức là anh này anh sẽ sản xuất ra những cái lô sản phẩm này, lô cái mà mục đích là gì? Là cung cấp cho những cái ngành sản xuất khác làm với cái nhiệm vụ cái tư cách nó là cái tư liệu đầu vào để mà phục vụ cho quá trình sản xuất của những cái ngành đó. Rồi thì bên cạnh đó thì một phần đúng không? Một phần cái sản lượng sản xuất đó thì anh có thể phục vụ cho cái tiêu dùng, cho đầu tư, cho xuất khẩu đó. Còn ở cái chức năng thứ hai, mỗi ngành thì lại sẽ tiêu thụ sản phẩm của các ngành khác. Thì như chúng ta vừa nói ở trên đây rồi thì tôi sản xuất ra cái sản phẩm đúng không? Phục vụ cho cái làm tư liệu đầu vào cho cái quá trình sản xuất của anh. Thì ngược lại cũng vậy, tôi cũng cần phải những cái sản phẩm của các anh để mà làm nguyên liệu đầu vào cho cái quá trình sản xuất của tôi. Đó, tôi vừa sản xuất ra sản phẩm phục vụ cho các ngành khác mà tôi cũng vừa cần phải tiêu thụ những cái sản phẩm của các ngành đó. Tất cả những cái ngành sản xuất nó đều có một cái mối quan hệ khăng khít như vậy. Thì bên ngoài ra thì chúng ta hãy tìm hiểu thêm về đó là mỗi cái ngành nó đều có cái nhiệm vụ đó là gì? Trả lương cho người lao động. Tất nhiên rồi, anh thuê lao động, anh thuê nhân lực, người ta làm lao động, người ta làm việc cho mình thì mình cần phải trả lương cho người ta đó. Thứ hai là gì? Ngành sản xuất kinh doanh đều cần phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước thông qua các loại thuế, và tất nhiên anh sản xuất, anh làm kinh doanh, anh phải có thu nhận lợi nhuận cho mình. Thì ở đây chúng ta tìm hiểu về các loại bảng IO thường dùng. Ở đây chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu tới hai loại, đó là loại hiện vật và dạng giá trị. Bảng IO dạng hiện vật và dạng giá trị. Ok, bắt đầu đến với cái vấn đề tiếp theo, nội dung 2. Chúng ta tìm hiểu về một số những cái khái niệm cơ bản liên quan đến bảng IO. Chúng ta cần phải thống nhất cái tư tưởng với nhau như thế nào? Ở một số những cái khái niệm như sau. Đầu tiên là ngành thuần túy. Đây, ngành thuần túy. Thì cái từ thuần túy tức là gì? Thuần túy tức là nó mang một cái xu hướng, nó mang một cái nét nào đó, nó sẽ có sự tương đồng với nhau, đúng không? Vậy thì ngành thuần túy ở đây là ngành sản xuất ra các sản phẩm nó giống nhau về mặt công dụng kinh tế, có thể thay thế hoàn toàn cho nhau được đó. Đây ví dụ đây, và sử dụng các loại nguyên vật liệu thì tương tự nhau, công nghệ sản xuất giống nhau đó, ngành thuần túy như vậy. Ví dụ ngành sản xuất lương thực ở đây lúa, ngô, khoai, sắn các thứ, sản xuất cơ khí, máy cày, máy ủi các thứ, thì những cái ở đây, những cái tư liệu sản xuất ở đây thì ở một cái khía cạnh nào đó nó có thể thay thế cho nhau được đó, ngành thuần túy.
Liên kết thứ hai thì là gì? Giá trị sản xuất. Ta hiểu nó là gì? Nó là một cái chỉ tiêu tổng hợp tính bằng giá trị sản lượng của tất cả các ngành. À, nó là cái chỉ tiêu tổng hợp đúng không? Cho nên nó là cái giá trị sản lượng của tất cả các ngành. Mà khi mà ta tính riêng cho từng ngành thì ta lại được cái giá trị sản xuất của cái ngành đó. Đó, chúng ta cần phải hiểu như vậy. Cái thứ ba là gì? À, nhu cầu trung gian. Thì đây, nói về cái vấn đề nhu cầu trung gian thì ở những cái mục mục một trước chúng ta thấy biết là cái chức năng của cái ngành sản xuất đó là gì, nó là tôi phải sản xuất ra cái sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu tiêu thụ của các anh và tôi cũng tiêu thụ cái sản phẩm của anh nữa đúng không? Cho nên là đây nhu cầu trung gian là gì, là hàng hóa dịch vụ được sử dụng cho mục đích sản xuất được gọi là nhu cầu trung gian. À, tôi sản xuất ra sản phẩm ra này tôi cung cấp cho các anh để các anh nhằm phục vụ làm tư liệu sản xuất cho các anh đó, thì nó là cái nhu cầu trung gian, hàng hóa dịch vụ trong nhu cầu trung gian hoặc là được biến đổi để tạo ra sản phẩm mới đó đúng không, hoặc là sử dụng hết trong quá trình sản xuất. À, tức là gì, tôi sản xuất ra một cái sản phẩm ở đây, một cái lượng ở đây, thì cái lượng này tôi sẽ cung cấp cho các anh để các anh dùng làm cái tư liệu sản xuất, làm cái tư liệu đầu vào cho quá trình sản xuất của các anh, và cái phần còn lại phần một phần ở đấy tôi vẫn có thể dùng để tôi làm cho cái quá trình sản xuất của tôi nữa đấy. Cho nên nó gồm có biến đổi để tạo ra sản phẩm mới hoặc là sử dụng hết trong quá trình sản xuất là như vậy. Cái thứ tư thì là nhu cầu cuối cùng. Đây là hàng hóa dịch vụ sau khi dùng một phần cho nhu cầu trung gian, phần còn lại dùng để phục vụ nhu cầu khác, tiêu dùng này, tích lũy tài sản, đầu tư, xuất khẩu, đó gọi là nhu cầu cuối cùng, hay còn gọi là cầu cuối là vì như vậy. Cầu cuối. Đến cái thứ hai, thứ năm là gì? Giá trị gia tăng. À, giá trị gia tăng. Nghe rất nhiều. Giá trị gia tăng là phần còn lại của giá trị sản xuất đó, phần còn lại của giá trị sản xuất sau khi trừ đi chi phí trung gian đấy, nó là cái phần giá trị mới do lao động tạo ra và phần khấu hao. Thế về cơ cấu của nó là gì? Nó chính là bao gồm những cái tiền công, đây tiền công của lao động, thuế sản xuất và thuế hàng hóa tổng lại trừ đi trợ cấp và khấu hao và thặng sẵn dư sản xuất nữa đó, nó chính là cái giá trị gia tăng. Thế còn đầu vào các yếu tố sơ cấp thì sao, cái khái niệm lại cần phải rất là chú ý, là các yếu tố của giá trị gia tăng đấy, là các yếu tố của cái giá trị gia tăng này đấy. Chúng được gọi là đầu vào yếu tố sơ cấp bởi vì sao, bởi vì nó được xác định bên ngoài các ngành đó, không nằm trong cái nội hàm đúng không, không nằm trong cái nội hàm đấy. Thế chúng ta tiến tới cái mục tiếp theo, nội dung 3. Chúng ta đến với những cái cấu tạo chung của bảng IO, các bảng IO thường gặp đúng không? Đây, đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về bảng IO dạng hiện vật. Thế ở đây có số thứ tự các ngành. Thì tất nhiên là có rất là nhiều các ngành rồi, đúng không? 1 2 3 4 5 vân vân này nào. Ứng với mỗi ngành nó ta gọi ở đây, Q là cái giá trị sản lượng của các ngành đó đúng không? Sản lượng về mặt hiện vật, sản lượng ở đây đấy. Thế thì có rất nhiều đa dạng các ngành, mỗi ngành thì lại kinh doanh một cái loại, lại sản xuất một cái loại sản phẩm. Thế thì đơn vị của mỗi cái ngành đấy là khác nhau, đơn vị của sản phẩm khác nhau. Ví dụ của anh thì anh dùng tấn này, anh thì dùng mét khối đúng không, anh lại kilowatt đấy, vân vân rất nhiều. Thì mỗi cái sản lượng mỗi cái ngành đó, đây chúng ta tiến tới đến cái ô ở đây này là sản phẩm trung gian đúng không, mỗi cái anh ở đây thì đều có những cái sản phẩm trung gian như này, Q11, 12, 1N vân vân. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái tổng sản lượng Q1 này, nó chính là bằng tổng sản lượng của tất cả những thành phần này này cộng với nhau. Bởi vì sao, là cái sản lượng gốc ở đây, tôi làm ra, tôi sản xuất ra, tôi sẽ cung cấp cho các anh. Đây Q11 này cho anh ngành ngành số 1 ở đây. Còn cái này tôi cung cấp cho cái anh ngành số 2 ở đây. Đó. Đấy, vân vân thì QN cung cấp cho các anh ngành sơ ngành số N đây. Đó, sản phẩm trung gian. Như chúng ta vừa tìm hiểu được các khái niệm như trên. Và cuối cùng là sản phẩm cuối cùng là gì? Đây, sản phẩm cuối cùng là cầu cuối đấy. Cái cầu cuối này thì chúng ta dùng cho mục đích là tiêu dùng, dùng cho mục đích là đầu tư tích lũy, dùng cho mục đích là xuất khẩu. Đó. Sản phẩm cuối cùng. Đấy. Tương tự như các anh 2 3 4 5 6 7 9 10 N tương tự nhau. Thế thì có một cái chúng ta chú ý ở đây đó là gì? Đây cái dòng cuối cùng này, có chữ người ở đây, người sao lại có người ở đây,
Thế thì chúng ta nghĩ ngay đến đó là gì? À, nó đến nguồn nhân lực, nguồn lao động. Có. Vậy thì cái ổ dưới này là gì? Chúng sẽ bàn về cái nguồn lao động. Cái quy quy không này, đúng không? Nó sẽ vai trò lớn ở đây đúng không? Trong cột lớn này, cột vai trò rất to này. Nó sẽ mang cái vai trò lớn đó là tổng sản lượng. À đâu? Tổng cái nguồn lao động. Tổng số lượng đi, số lượng cái nguồn lao động cần thiết cho cái tương 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 ứng với cái quá trình sản xuất này của cái sản lượng ở đây. Thế thì có thể đơn vị thì tính bằng người này hoặc tính bằng công sản xuất các thứ này. Đó, công lao động. Trung gian ở đây thì sao? Đây đây là cái lượng lao động cần thiết cho cái này, cho cái ngành ngành nhỏ này. Cái lượng này cần thiết cho cái ngành này. Đấy. Tương tự lượng này cần thiết cho cái ngành này. Đó. Đó là cái tìm hiểu về cái nguồn lao động. Và tất cả những cái trình bày vừa rồi thì chúng ta có thể gọi là nhìn lại vào đây để mà tóm gọn lại. Đó, QI là tổng sản lượng sản phẩm của ngành thứ y. Đây, QI đây. Tổng sản lượng ngành thứ y. QI, EZ, số sản phẩm mà ngành thứ Z mua được từ ngành thứ y, đó, sản phẩm trung gian. Bởi vì là tôi phải bán cho anh để mà anh sử dụng, anh làm tư liệu lao động. Và đây QG, sản phẩm cuối cùng. Đấy, cầu cuối cùng đây, phục vụ nhu cầu tiêu dùng đầu tư sản phẩm ở đây. Và Q0 này, tổng số lao động phục vụ cho các ngành, đó, tổng số lao động phục vụ các ngành. Q0Z, lượng lao động sử dụng trong ngành Z này, thứ Z này. Và Q0 này, riêng một mình là số lao động sử dụng các lĩnh vực khác trong quá trình sản xuất đó, nó gồm nhiều cái lĩnh vực khác. Tiếp theo thì chúng ta sau khi tìm hiểu về cái bảng IO đó, chúng ta đi tới một cái nhận xét như sau. Bảng IO dạng hiện vật đó là có ý nghĩa quan trọng. Đây, lỗi ạ. Có ý nghĩa quan trọng trong cung ứng vật tư trong cái nền kinh tế quốc dân này. Cái bảng IO này có ý nghĩa quan trọng bởi vì sao? Bởi vì nó cung cấp rất là cụ thể về những cái cụ thể về các sản lượng của các ngành, và qua đó biểu thị được cả cái mối quan hệ khăng khít giữa các ngành. Tuy nhiên do cái sản phẩm của các ngành thể hiện dưới dạng hiện vật, không, ta thấy vừa rồi ta thấy có đơn vị tấn, đơn vị km khối, đơn vị watt giờ, mét khối, kilowatt giờ, thì có quá nhiều đơn vị cho nên hạn chế đáng kể cái việc phân tích các cơ quan tiêu thụ và hình thành sản phẩm, rất là khó khăn cho quá trình làm việc. Do đó người ta đã đề xuất bảng IO giá trị, bảng IO giá trị đó, đã đề xuất cái bảng này. Và sau cho tìm hiểu sau ở slide sau đó. Đây là một cái hình minh họa cho bảng IO dạng giá trị. Thì tại sao lại gọi là giá trị? Bởi vì là ở đây ô chúng ta thấy là so với cái bảng vừa rồi thì cái cột sản lượng nó thay bằng giá trị sản xuất. Ồ, đó. Thì ý nghĩa ở đây là gì? Tất cả những cái giá trị trong cái bảng IO đó chúng ta đều quy về một cái giá trị chung, đó là cái giá trị tiền tệ. Thì sản lượng của anh được bao nhiêu Q1 tôi sẽ quy về tiền, tôi quy thẳng ra tiền luôn, tiền tệ luôn, đó là X1 ở đây. Đó thì bên cạnh đó tôi có trung gian ở đây thì đó chính là những cái gọi là gì? Những cái giá trị mà tôi cần cần phải giá trị trung gian. Trong thông qua cái việc mà tôi đã cung cấp những cái sản lượng về về hiện vật, về đầu vào cho anh. Đó thì nó tương ứng như vậy. Thì cuối cùng đây là nhu cầu cuối cùng. Nhu cầu cuối cùng này nó cũng sẽ tương ứng là cái giá trị cho những cái mục đích khác này, cái mục đích tiêu dùng, đầu tư, tích lũy, xuất khẩu. Và ở cuối này thì so với cái bảng IO vừa rồi chúng ta đã thấy rằng người ta đã thay đổi thành cái các yếu tố đầu vào sơ cấp. Thì bởi vì cái bảng giá trị sản xuất này nó đã tóm gọn lại tất cả những cái hiện vật ở dưới dạng giá trị tiền tệ. Do đó thì nó sẽ cung cấp được thêm một vài những cái yếu tố đầu vào sơ cấp ở đây. Đó, những cái yếu tố ví dụ Y1, Y2, Y3, Y4, vân vân, YK. Đó là những cái yếu tố đầu vào sơ cấp là gì thì chúng ta đã được tìm hiểu ở cái mục khái niệm. Thì những cái yếu tố đó gồm ví dụ như là lương cho người lao động, thuế, khấu hao lợi nhuận và nhập khẩu, giá nhập khẩu vân vân. Đó. Vậy thì tìm hiểu rõ hơn về những cái giá trị ở đây ta có đây này, ta có XY ngắn, nó là giá trị sản xuất của ngành thứ Y, và XYZ là giá trị sản phẩm ngành thứ Y dùng để sản xuất trong ngành thứ Z. XY này là giá trị sử dụng cuối cùng của ngành thứ Y, và Y giá trị đầu vào, đầu giá trị yếu tố đầu vào sơ cấp Y.
EEG giá trị yếu tố đầu vào sơ cấp Y được dùng để chi trả hoặc là nhận được trong ngành thứ gì? Đó, đó là những cái ý nghĩa của những cái giá trị được viết trên cái bảng IO dạng giá trị. Ta chỉ cần chú ý đến cái giá trị sản xuất này và những cái yếu tố đầu vào sơ cấp. Đó. Thì đến với cái mục tiếp theo, mục chủ đạo, mục quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó là cái mô hình input output là như thế nào. Đây thì chúng ta được quay lại cái bảng IO dạng nhân vật vừa rồi thấy ở những cái mục trước vẫn như vậy. Thì chúng ta có giả thiết từ ban đầu đặt ra, đó là gì? Đó là tổng cái lượng sản lượng thì nó bằng tổng sản lượng mà của cái ngành đó, thì nó thì bằng cộng tổng tất cả những cái sản lượng trung gian vào, cộng đây cộng tổng tất cả những cái sản lượng trung gian này và cộng với cả những cái sản phẩm cuối cùng này nữa, thì nó chính là cái sản lượng của cái ngành sản xuất đó, được biểu thị dưới công thức sau. Đó, vậy thì bắt đầu chúng ta tiến hành tới bước biến đổi. Như ta biết thì nhân cả tử và mẫu với một số thì cái giá trị đó ban đầu ta không thay đổi đây, cho nên chúng ta sẽ nhân quy tương ứng q1 cả tử và mẫu với cái giá trị của q i1 này. Tương tự lần lượt chúng ta nhân sau ở q2, qn vân vân. Thế thì làm thế để làm gì? Để khi mà chúng ta đặt cái giá trị alpha iz tương ứng bằng q iz trên qz thì khi đó chúng ta sẽ rút ra được một cái hệ phương trình gồm cái n phương trình như sau. Một hệ phương trình gồm n phương trình như sau. Thì cái hệ này thì chúng ta nhìn vào chúng ta có thể phát hiện ra ngay, đó là nó sẽ khá là tương đồng và nó cũng chính là một cái hệ phương trình tuyến tính mà chúng ta đã được học ở bài của trước. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu cho đặt, nếu chúng ta đặt Q, nó là ma trận sản lượng này, Q nhỏ này là ma trận nhu cầu cuối cùng, và alpha này là thì ma trận của những cái giá trị alpha mà chúng ta đã đặt bên trên, ta sẽ được một cái hệ phương trình quan trọng như sau. Đây, trước khi mà chúng đặt như vậy, ta được một hệ phương trình này. Q lớn bằng alpha nhân Q lớn cộng với Q. Chuyển vế đổi dấu, ta có Y trừ alpha nhân tất cả, đóng mở ngoặc nhân với Q lớn bằng Q nhỏ. Với Y ở đây, tương đương như là E, là gì? Đó chính là ma trận đơn vị. Vậy, chúng ta có cái dạng như sau. Đó chính là mô hình IO dạng hiện vật. Mà, trong đó, chú ý đến cái biểu thức này. Cái ma trận này. Y trừ alpha đây chính là mô hình, đây chính là cái mô hình của LOTF. Đây chính là cái mô hình của LOTF. Đấy, và đây là cái yếu tố chúng ta quan tâm. Vậy thì ma trận alpha mà chúng ta vừa đặt đó được gọi là gì? Đó chính là ma trận hệ số kỹ thuật, hoặc là gọi là ma trận hệ số chi phí trực tiếp. Đó. Thì người ta quan tâm ở cái ma trận này là gì? Đó là từng cái giá trị alpha ở đây nó biểu diễn cho cái gì? Cho cái ý nghĩa là gì? Vâng, thì cái giá trị mỗi cái giá trị IZ đó nó được gọi là hệ số chi phí trực tiếp ở dạng hiện vật. Tương ứng với ma trận này thì là ma trận hệ số chi phí trực tiếp. Thì cái hệ số này là hệ số chi phí trực tiếp nhưng mà đang xét ở dạng hiện vật đó, dạng hiện vật, chú ý. Thì ý nghĩa nếu alpha easy cho ta biết, để có một đơn vị sản phẩm ngành thứ Z thì ngành thứ Y phải cung cấp trực tiếp cho ngành này một lượng sản phẩm, đó là AEZ đơn vị. Để có một đơn vị sản phẩm của ngành thứ Z, ngành Y phải cung cấp một lượng sản phẩm. Đây, đó chính là cái mối quan hệ. Và đó cũng chính là cái ý nghĩa của cái giá trị AEZ này mà chúng ta phải làm. Đó, khi đó thì tiếp theo thì nếu cái ma trận y trừ alpha này khả nghịch, đây là nghịch đảo đây, nếu ma trận này khả nghịch thì
Nó sẽ được gọi là ma trận hệ số chi phí toàn bộ. Đó, cho chú ý. Vừa rồi thì cái ma trận alpha, ma phận y trừ alpha, ma phận alpha này, nó là ma phận ma trận hệ hệ số chi phí trực tiếp. Thì nghịch đảo của cái ma trận y trừ alpha nó gọi là ma trận hệ số chi phí toàn bộ. Đó. Thì từ cái công thức vừa rồi ta biểu diễn ở dưới dạng như sau. Đây. Và chúng ta quan tâm đến cái những từng cái hệ số theta y trong cái ma trận chi phí toàn bộ đó. Hệ số đó có ý nghĩa gì? Nó cho ta biết để tạo ra một đơn vị sản phẩm cuối cùng của cái ngành thứ Z này thì ngành thứ Y phải sản xuất một cái lượng sản phẩm là gì? Một cái lượng sản phẩm đó là theta y. Đó. Vậy thì cái mô hình IO này, mô hình IO dạng hiện vật ở đây nó cho ta biết được cái mối quan hệ giữa cái người cung và cái người cầu trong cái quá trình sản xuất đó. Để tạo ra một đơn vị sản phẩm cuối cùng của cái ngành Z này thì cái ngành thứ Y nó phải sản xuất ra một cái lượng sản phẩm là theta EZ, được biểu diễn theo cái ma trận nghịch đảo của ma trận Y trừ alpha đó, gọi là ma trận hệ số chi phí toàn bộ dạng hiện vật. Thế thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy ở đây trong cái bảng IO chúng ta xét thì cột ở dòng cuối cùng nó là cái về quá trình lao động. Thế thì cũng tương tự như cái phương trình bên trên. Đây, người ta gọi là phương trình sử dụng lao động. Cũng là tổng tổng lao động bằng cái lao động trung gian cộng cái lao động nhu cầu cuối cùng. Thế thì chúng ta lại tiếp tục cái thao tác đó. Lần này ta đã đặt alpha rồi thì ta đặt beta. Tương tự tương ứng ta có cái hệ như vậy. Một cái hệ phương trình, lại một cái hệ phương trình tuyến tính nữa. Nhưng mà khi đó chúng ta quan tâm đến cái giá trị beta ở đây. Nếu gọi beta gồm tất cả cái giá trị beta thành phần ở đây là một vector thì vector đó được gọi là vector hệ số sử dụng lao động. À, vector hệ số sử dụng lao động. Thế thì ý nghĩa của cái giá trị trong cái vector đó là gì? Thì đương nhiên ở đây là vấn đề sử dụng lao động. Thế thì để tạo ra một đơn vị sản phẩm ngành thứ gì cần phải sử dụng trực tiếp từng người lao động. Đó là cái ý nghĩa của phương trình sử dụng lao động với cái hệ số sử dụng lao động vector ở đây. Tất cả đều liên quan đến cái kiến thức phương trình tuyến tính chúng ta đã học. Thế thì đến tiếp theo, đó là cái mô hình còn lại, mô hình IO ở dạng giá trị. Đây, chúng ta vẫn có phương trình như vậy. Cũng lại biến đổi bằng cách nhân cả thử và mẫu. Đặt đặt ra, đặt alpha ra. Và có một cái hệ phương trình gồm tương đây cái phương trình. Đặt x là cái ma trận lớn, x nhỏ mà cái ma trận là nhu cầu cuối cùng và a là cái ma trận gồm những cái hệ số còn lại. Thế thì hệ phương trình nó sẽ ở cái dạng này, gọi là mô hình IO dạng giá trị, tương đương như cái mô hình IO dạng hiện vật vừa rồi. Mà trong đó thì cái ma trận người ta quan tâm ở đây là cái ma trận A này. Thì ma trận A ở đây, tất cả những cái giá trị A đó, cái ma trận này được gọi là ma trận hệ số kỹ thuật. Cũng như vậy, ma trận hệ số kỹ thuật và là ma trận chi phí trực tiếp dạng giá trị A. À, thế thì ở cái mô hình vừa rồi chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy được đó là cái ma trận ở mô hình trước được gọi là ma trận chi phí trực tiếp dạng hiện vật. Thì ở đây thì tương ứng ta có cái ma trận chi phí trực tiếp dạng giá trị như vậy. Và những cái giá trị AEG được gọi là hệ số chi phí trực tiếp dạng giá trị. Thế thì nếu mà tương tự như vừa rồi thì chúng ta sẽ thử nghĩ đến cái giá trị nghịch đảo như ở cái vừa rồi thì sao? Thì ở đây thì AEG ta biết được thì một đơn vị giá trị sản phẩm ngành thứ Z thì ngành thứ Y phải cung cấp trực tiếp cho ngành này một lượng sản phẩm có giá trị là AEG đơn vị, đúng không? Cái quy tắc thì cũng tương tự như cái mô hình vừa rồi. Thế đây cũng như vậy, cũng là có cái sự nghịch đảo. Đó là ma trận nghịch đảo của ma trận hiệu